Hân hoan chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tin tức Sao Việt. Và sau đây, xin mời các bạn cùng đến với bản tin Văn Hiển gây hoang mang khi đang trạng thái lo sợ không giữ nổi hạnh phúc. Trên trang cá nhân, Văn Hiển đăng tải những dòng chia sẻ đầy tâm trạng khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang lo lắng cho chuyện tình của anh và Khánh Thi. Là cặp đôi đuổi lệch của showbiz Việt, song Văn Hiển và Khánh Thi đã dần chứng minh cho dư luận thấy họ rất hạnh phúc khi ở bên nhau. Trên trang cá nhân, cả hai cũng thường xuyên cập nhật những hình ảnh và status đầy tình cảm dành cho đối phương và con trai bé bỏng. Thế nhưng mới đây, Văn Hiển đã bất ngờ đăng tải những dòng chia sẻ đầy tâm tư. Trong đó, anh bày tỏ nỗi lo sợ không thể nắm giữ được hạnh phúc hiện tại. Trên trang cá nhân, nam kiện tướng Dashboard viết: "Có được hạnh phúc là một điều rất khó. Khi có được rồi thì mới biết giữ được nó còn khó hơn. Sợ mình không giữ được quá." Dòng tâm sự của Văn Hiển khiến nhiều người yêu mến vợ chồng anh không khỏi hoang mang, lo lắng. Nhiều người đặt ra câu hỏi, liệu có phải hạnh phúc mà Văn Hiển nhắc đến ở đây là cuộc sống hiện tại của anh và Khánh Thi? Phải chăng giữa vợ chồng họ đã nảy sinh ra vấn đề gì đó khiến Văn Hiển cảm thấy không thể níu giữ được đoạn tình cảm này? Có lẽ thực hư dòng tâm trạng của Văn Hiển ra sao chỉ bản thân anh mới hiểu. Tuy vậy, rất nhiều bạn bè và người hâm mộ đều bày tỏ hy vọng đây chỉ là cảm xúc nhất thời của anh và mọi chuyện rồi cũng sẽ trôi qua. Một cư dân mạng nhắn nhủ với ông xã Khánh Thi: "Vợ chồng đã xác định thương nhau. Trong cuộc sống, chín bỏ làm 10, không có ai nắm tay từ sáng đến tối. Có những lúc dữ dội rồi lại dịu êm, hãy cố lên em." Trong khi đó, một người khác lại khuyên Văn Hiển, nếu vợ chồng có chuyện gì thì cũng nên đóng cửa bảo nhau, không nên chia sẻ trên mạng xã hội. Giữ được hay không cũng là do mình. Vợ chồng không nên đem chuyện nhất thời đưa lên mạng, cần suy nghĩ cho kỹ. Chuyện tình yêu vợ chồng cái gì cũng qua được, nếu có tình yêu thương. Nếu không yêu nữa thì chỉ cần một chuyện nhỏ cũng xa nhau. Có tình yêu thương thì chuyện to thành nhỏ, nhỏ thì như không có. Chuyện gì cũng có thể bỏ qua được hết. Nghĩ kỹ trước khi quyết định, nhất là còn cô bé dễ thương nữa kìa. Ngoài ra, Văn Hiển cũng nhận được những lời khuyên ý nghĩa như: hãy nghĩ lại nguyên nhân mình bắt đầu mới quyết định giữ hay không giữ. Chỉ là mình muốn giữ hay không muốn, chứ không phải giữ được hay không giữ được. Dù chuyện bạn đang nói đến có liên quan đến Khánh Thi hay không, nhưng một khi đọc được status này của bạn thì người buồn cũng là Khánh Thi. Người phụ nữ mạnh mẽ thế nào thì bản chất vẫn mong manh dễ vỡ. Chuẩn bị quà 8 tháng 3 đi, đừng suy nghĩ tiêu cực nữa làm người phụ nữ của bạn buồn theo. Dù là chuyện gì thì cũng cố lên và luôn hạnh phúc nhé. Hay chỉ cần nhìn vào một ưu điểm của người ấy, chính khuyết điểm kia đừng nhìn thì sống nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh của chúng tôi. Nếu thích thì hãy like hoặc share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký để theo dõi thật nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi nhé.